shop@nvl.com, shop bán ạt giá rẻ uy tín, bán tất cả các loại ạt, nạp cạc, thẻ cào và có những vòng quay may mắn để mà quay thứ vòng quay của mình. shop@nvl.com. Sao cứ nắng ngủ mà ngồi chi vậy? Mày ngủ cho mày phá chiếc con tao vậy? Ngồi canh này mấy anh bay chạy ra tụi bu ra liền cho điên sao vậy? Chiếc con tao đâu đánh mày phá rồi. Ông đánh nó. Giờ trong mấy kia ngủ giờ tao ngủ coi vậy. Cái bù đi. Hử? Mày âm thực làm anh ơi, có âm thực không? Mày mày biết không biết muốn làm mấy bài này đi. Mấy cái sạc cái bù, cái chi lại nó nổ tiếng bù đá mày. Dũng chỉ con ông tiếng này chưa này. Quấn đó. Thì cái chi của hai mấy bè mấy bốn mấy là nó nổi tiếng mấy chứ đâu. Có tiền tao chắc mua chứ đây chạy ạ. À. Ước gì có chi mấy cái chi mấy ở nhà tao đổ được không? Ừ. Cái gốc nhà đổ đổ bôi được ta. Không, cái chi con của mày á, à, bốn mấy là đổ được á. Chi con mà sao nó được tiếng như chi mấy mày điên sao vậy? Sao nó được mà điên sao vậy? Tại vì cái chi con của mày là bốn mấy mày hiểu không? Hả? Nên là nó chạy được. Chạy chi nào cũng chạy được. Không. Thì chi nào chạy cũng được mà. Ấy chi con mày nó bốn mấy là cái tiếng nó ấy chi đây. Tao đứng khùng khùng quá làm sao mày cầm được. Tao thiệt mày kích cái cuốn ra là nó kêu tiếng ấy chi, nếu mà sai đụng tao mày cái gì cũng được. Để chi con tao đổ buôn được ấy. Ừ. Nhà mày có cái ống buôn này mày cho tao tao đổ buôn cho con ở. Để tôi làm cái buôn đó cho tao nha. Trước khi cho mày á là mày quay đáng chút đi. Làm gì? Tao chỉ mày con game đấu tiền, đấu ra thưởng. Đấu cho game đấu tiền. Game 3 game mà bữa ấy. Game đâu mà tái gì cho? Tái bữa giờ rồi dưới đây tái gì tái cho rồi ấy. Sao mày tao tao tái cái cái tái. Tái. Game tao có để mà tái gì nữa mày ơi. Nãy tao có mày cái link này. Ý là mày có rồi ấy. Tao tái à bữa giờ tao cho xó đâu mà còn đám mà điên rồi. Vậy đó tao giới thiệu cho anh em tao luôn hử. Ừ. Đấy, thì con game này là anh em tái giờ là được 7 ke mày màu bạn bị được 3 ke. Đấy, chú 10 ke là anh uống mì. À, anh đúng rồi. Anh được. Tao dòng mới quay. Đây bây giờ đấy, tao chỉ cách rút tiền hồi bữa tao chỉ mày rồng đúng không? À. Tao chỉ mày cách nạp cạc này. Ừ. Đấy, nè, mày cứ rất là nhiều cách nạp này. Ừ. Zalo Pay, Banking Pay, Tru Momo đủ rất là nhiều luôn. Còn rút tiền này anh em rút đồ rút này. Đấy. Anh em nhập số tiền mà rồi sau đó nhập số cái ATM của mình vô, sau đó là nhận số tiền của mình cần rút và rút ra đầu. À, anh em thấy game rất là đa dạng luôn, rất là nhiều nhiệm vụ đó anh em làm mà đấu ra tiền nữa. Sao sao? Sao sao? Giờ hồi bữa mày cho bên kéo không? Không cho. Đây, trồng không, bánh kéo mày cùi, đợt tao lấy điện thoại tao cho anh em coi này. Mày thấy chưa, mày thấy tiền nhiều không? Ừ. Mẹ bánh kéo mày bánh cao thú mày bánh xuống chứ mày thấy không? Tiền nhiều đâu, mày cầm cái điện thoại tao cầm máy quay tao biết mày đang mắc gì đó mà kêu tiền nhiều. Đấy, đấy mày thấy không? Khùng ấy. Đó, coi tao bánh này. Mày bị điên sao rồi? Làm đi không? Ừ. Làm clip không mà tự nhiên nói cùng cùng vậy? Làm đâu giờ vô lấy bôi. Cầm lấy bôi đưa tao. Ê, anh em là muốn chơi game thì tải xuống kéo xuống phòng mô tè tải game nha. Ok, báo dưới link chứ. Ấy. Bôi này cho tao nha. Cái sao? Cho tao cho nãy giờ chưa quay giùm lại cho buộc cho không? Cái sao mày cho? Cho mày đổi làm cho nha. Cho mày đổi bôi luôn. Tự giờ tao đổi. Mày giờ đổ sao? Thì mày ra. Hầu lâu ai biết tao đổ gì? Mày ra mà kích đeo gái vô rậu. Điên sao không hàng ở đó sao mày? Mày xây con sao kích? Thì tao mày, thì mày tự mày kích cho hỏi gì tao cho mày rầu, mày muốn làm thì làm. Giờ đem ra tiền kích ra tốn tiền nữa mày mệt chứ mày. Để sao mà kích được? Là chuyện của mày, tao cho mày thâu chứ đúng không? Là, thâu tao vô. Hay là mày lên đó. Hay là mày có cách nào mày mày lầm tiền mấy kia tao cách cùng tao, mày xin nó ít tiền nó cách cùng tao đi. Là sao? Ý là mày xin. Tao làm mày thôi. À đúng rồi. Ý là mày xin nó cỡ 100.000 mày đưa tao ra tiền tao cách cho. Mày cho tao hết tiền đâu. Im tao làm mày thôi. Tao kêu mà nó phỉnh trời kích bùa xe mày đó cho mày chứ. Ai ai ngờ đeo chữ mà tao đã nữa. Ừ, mày có nổi tiếng đâu đổ bánh anh. Ra nổi tiếng bạch như mấy người chơi heo. Đồ tao khiên tao mất gì tao mất. Nó bạch như mấy người chơi heo là mệt tao nha. Mày chỉ con như mày đồ chơi đâu hả? Nó phải tao rủ mình thiết những à đưa tao lên. Đớp. Mà đừng gọi là đưa cái mượn cái game tao cho chút điện thoại tao bánh cá mà tiền. Cầm cái tao mất chứ mày còn mà chút tiền. Còn mấy chín này mày nạp tao 100 ngàn ấy. Mày nạp tao 100 ngàn, mày nạp 50 tao. Mày nạp tao 50 tao còn 50 mày đưa tao mai tài chắc nha. Tiếc. Đâu. Bây giờ thằng Phúc nguyện rồi. Phúc đang ngủ trong cái giờ nó ngủ thật thì mình ngủ thì mình ngủ nghỉ đi.
Ủa, chị, ủa, giờ làm như của mình là phải chấp nhận như giờ tao cởi xì vô mày hiểu không? Mày hiểu thì cái buổi trưa cái giấc ngủ nó quan trọng, đâu mấy nó ngủ là nhất cái đầu rồi, cái đầu tao nó không có tỉnh táo được, đụng khi mình trôi nó sẽ không có hay được, hiểu không? Mày nghĩ chắc tao ngủ xem được rồi tao trôi. Ơi, cùng quá rồi gần nữa rồi. Trời, cũng vẫn tao định thôi chị mẹ. Đi, cái này tao chịu, nếu mà tao không chịu tao làm con mày, mày mới quấn tao chết luôn, được không? Dạ, mày chưa tao chia hả? Vừa đe luôn. Nếu mà tao lúc này nếu mà nó mất đòn tao đòn cho mày mà. Giờ đừng giờ cầm cái quay nhanh tao vô tôi im luôn nha. Được bây giờ mày, mày vô cho nhiều vô mé nó hay tao. Không, bây giờ mày vô lượm mấy két đồ nha của em, vô lượm mấy két đồ. Giờ tao chạy ra tao lấy cái xe ô tô vô. Đồ mày cái gì? Luôn. Mày bị điên vậy? Tao chịu. Cái cái bồn tao nổ bẹt mày mày bẹt xe nổ tình nghẹt cái gì mấy xe chở heo vậy ông gì. À mấy số 7. Nè mình chờ phút một các bạn. Cho mình tí sao. Tao tao ghét lắm nha. Tao đang chuẩn bị cho nó này. Yêu núp 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 cho nó thôi. Mày bị điên à? Hả? Sao chóng đi. Nó ủi luôn á. Kêu kêu các bạn. Nói chung là xong hết rồi, chuẩn bị đồ hết chưa? Hử? Mày với dụng cụ một chiếc khoan tay. What? Cái khoan thước. Thước gì vậy? Thước mày đỡ đo độ chính xác rồi đó. Mà lấy thước gấp kia mày điên vào đồ. Mày bút. Đồ mày gạch. Mày gạch cái điểm đâu cắt. Quá. Tôi chắc chứ chạy chứ. Không, bây giờ mày cắt cái bùa đấy nha các bạn. Thầy mà mày biết hết á. Mày cái tà lăng quá. Cái bùa này nó phải cắt cái bùa đúng không? Cái bùa này tao định cắt cái bằng lên. Nó kêu cắt cái bùa mày. Cái cục bùa này phúc tiếp đấy đấy. Thứ bảy máu chạy về tim. Thứ bảy. Ờ, nèm cái này. Cố lên. Tao lao được. Ờ. Ok. Ok. Không có cái miếng mà đỡ nằm nhà đẩy tao vô nha. Cái đồ mày. Nhưng mà để từng lượt khi lượt chân. Để nằm đất sạch hơn ấy. Bút của em. Bút giờ. Bút đâu? Bút đâu? Quả chết gì cùng cùng nhảy động những bút gì cái chiến chết rồi chứ. Bút tao độ tao ra gấp cái ạ. Độ gấp 90 độ cái gấp 90 nha. Biên. Đưa bút tao. Sao tụi em nó cao hơn mày luôn. Ủa cái gì vậy? Ơ cùng cái không hả? Cái hưởng cái o gì vậy? Thầy Quyên. Tụi tao cắt đi luôn cái bố hả? Ờ. Ờ ok. Tụi tao đụng em điên sai. Cái kia lên. Lên cái kia này. Cái bộ ba này. Sưng đều chứ. Quê mất tay cái đều tao vô vùng tay. Cái kia. Mày nó sưng cái đều. Bây giờ thiết sẽ cái đều kết nghiệm các bạn. Đưa bộ tao. Thằng gác không? Đưa thiết đưa. Đưa, đưa nhìn chờ khu con đàn chưa? Đưa nhìn chờ khu con đàn chưa? Ra đây. Ra, con coi ủ nó sạc mèo. Đừng giỡn đi. Ra đây. Của em đụng cái quýnh mày. No. Mày làm gì? 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 Mày làm gì?
Cầm đuôi làm gì? Bây giờ ba đang nghi 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 đâu. Bây giờ ba đang ba đời cho nó ơi. Giờ ba đang ba đời cho nó ơi. Rồi. Ngay thì còn cứ mày đành nó lại chứ biết cái mỏ nó đâu. Tao kêu mày ba đâu. Chết mẹ bị chín bảy rồi. Mày nói vậy, cái nãy mày kêu tao kêu mày ba. Bé nó tức bị chủ đi. Trời bao nhiêu đâu tầm triệu à? Tầm triệu xuống à? Điều mà thương ý chứ sao? Trời đủ mày cứ tao đừng nghi nghi đâu. Thế không? Sao? Tao nói mày bây giờ mày bé tao. Ủa anh em không lỡ đâu? Lỡ thì đền tiền. Rồi sao tao mày đền tao anh em chọc sao mày? Bây giờ mày đưa tao. Tao đưa mày hai. Có bao nhiêu? Mày điên hai tụi mày to lắm sao mày? Có bao nhiêu đưa bao nhiêu? Sao bữa mày nói tao đâu? Đồ cái bồ mày. Mày đánh đây mày. Anh lên cầm đi. Tao kêu mày bé đâu? Mày đền nhiêu? Em dài dài thơ, biết dài thơ là dài thơ. Một là mày đền tiền tao, hai là tao cái này tao đèo mày một cái. Mẹ thằng cháu chung mà điên dài. Chung cái gì? Tao thấy mày kích. Bao bữa mày cũng nói tao cho chung, thằng nào kích và thằng nào kích. Hồi bữa nó hàng ở cửa tao nói đâu. Để sao cái bô xe nó kích đứt vậy mày? Bây giờ sao tao hàng lại đúng không? Đúng không? Sao hàng lại? Nhiêu? Đưa nào? Đưa có bao nhiêu? Đưa bao nhiêu? Em nặng tay là 50 ngàn đưa tao thôi. Thì mày cứ đưa tiền đến đây. Mày đưa cái mày. Đưa. Nói tao là phải nắm rồi. Thằng bữa anh Thiết kêu mày. Trời anh Thiết không mất 1 ngàn nào giờ đưa tiền đấy. Tao sao cho chia tao sao? Tao gì? Tao chia mày nào? Chi nào cái ô khó tao giờ liên tục đâu có 100 ngàn mà đúng cái mày đủ cái chi là cái mua đây 100 ngàn là quay ra nha thằng 30 mà đúng quyền mày ba chục ở tao á rồi cái đầu đường 100 ngàn luôn đi cũng còn đang 100 mốt à. Xã hội đồng tiền anh em như nước bọt ngẫm thay cái sự đời thời thế nó đạo điên. Ủa, nhem cái ngàn mà nó kêu có tiền mà. Tao quýnh lại nha. Tao kìa cho. Kì, phải bồ tao. Cái nào đủ mày nói đẻ đó cho mày. Phải bồ tao. Mày cầm lại lên cho mày. Quỷ nó. Mày lỡ làm cái xấu nha. Mày lỡ làm cái xấu tu tại. Mẹ tao đang nổi nha. Kì mày quýnh tao rồi, anh quýnh tao cái rồi. Quýnh gì? Mày thích không? Tao kêu bạn bè rồi đúng không? Mày né ra chứ tao cũng. Trời ơi, tao chịu đỡ. Trời ơi. Mấy cái bùi này mày giá trị con 100 ngàn mày. Mày đưa tao 50 tao đưa lại 30 tao là 20 50 gì? Mày điên rồi. Sao? Cầm đỡ 15 ngàn đi. Còn mày đi nữa. Mày chứ có tiền gì đâu mày đưa này. Thầy tao góp mày 15 ngàn tao cũng nợ. Mày chứ tiền gì chưa hả? Ừ, tiền chưa. Mày dụ tao trời. Dụ đâu điên sao vậy? Mày dụ tao đưa tiền lại tao ơi. Chị dụ như mày. Đâu cái bùi nó cắt rõ ra mày kêu dụ. Ừ. Cái chi tao như. Ừ tao. Vô là mày tao mày bùi á. Ờ cho tao nha. Cái tao hút cái bô mà. Vậy trả bô đền tiền lại chứ, đưa tiền lại cho mày. Bùa hại sao mày mặn mày bô đó biết ê, gì không? Ê, cái bô điên, mất cái bô điên nha, mất điên nhổ nha. Mày đưa tao cái gì vô. Mày chỉ vô, nó nói chi xiền, điên gì, giữ làm gì nữa. Đồ má, ít xì cho bút. Mày thấy chưa? Đậu máy nẹt bô đá số lên đầu. Tháo máy rap vô đơn giản của tụi tao đam mê tóc cổ. Tao nói trên mạng ít xì mà, cũng khá học chút luôn. Tao nói ở trên mạng nãy mày thích cái bô đây giờ tao nói thằng Thiết nó kích chạy cho mày đâu á. Xem hóa là sao tao điên như vũ bi. Hử? Ủa tao bị vũ sao bi? Không có vũ đâu điên sao vậy? Clip bi bình thường à? Mày mắc 100 ngàn mà sợ vậy? Sao tao thấy tao bị ngu sao bi? Sao tao thấy tao bị ngu sao bi? Quá chuẩn luôn. Ủa mày biết cái tao mà lớn tao đeo mày đi kích cái bô nó như cái ầm vậy gì làm sốt tao chứ tao sao mày? Tại sao mày kích cái bô đây vô nữa? Kích vô cho nó nhỏ lại bớt. What the hell? Mấy bùi nó ngố bùi đó đu lỡ mọi người kêu cái nhà nhỏ. Còn cái vợ con đều hai túi tóc đầu. Đôi vợ con đều hai túi tóc đầu lên. Nghẹt bùi. Tết ở đây chứ dặn nhiều cái gì đâu. Nghẹt bùi đi đám cửa chi. Ông Lương đem nhà ta hàng lại cho mày. Hàng cái đều bùi á, mày mở cho tao á nha. Cầm cái đầu bùi á, mày tao vô tao vô cái chuyện của mày á nha. Mà nay đưa tiền lại em hết. Bỏ cho tiền cái gì mày? Hả? Bỏ tiền lại chứ mày gì vậy? Cái đầu mày phá đã rồi mày kêu kêu mày. Đền anh em đền chung. Bây giờ tao đi xuống nè, bây giờ tôm còn nhất nè, mày đưa tao 100 ngàn. Coi như đồ tao anh em có qua có lại. Cầm cái bùi về kêu già bán nhụy. Hay. Cầm đi. Cầm cái bán nhụy. Mày im cái mỏ mày. Mày tay cái tay vô cho mày. Nó lỗ có 35 ngàn. Còn mày nữa cái bù cho tao đâu. Mày đồ lại có chuyện hả? Ai đồ gì mày đi sao? Chưa nếm đỡ ngủ mẹ đi ra đây vụ nữa. Rồi mất 50 ngàn.
Mấy thằng mất tiền mất trăm ngàn năm chục mày. Cái mua 50 nữa chi rồi. Mua giờ bán mà lại đây 20 bê chục đi. Má, ai giữ bê vậy? Ê mày làm mấy cỡ. Mày đền tiền cho tao bê chục lại, đưa đi tiền đi. Nếu không còn nợ 15 ngàn nữa hả? 45. Ừ 45 ngàn. Làm 50 cho chẳng. 45 chứ kia nữa nó lỗ có 4 mấy ngàn. Cái bồ mà đánh cấp luôn á, ngoài cái bồ nó nãy như cái bồ như em bị nhạt cái miệng đó này. Tình anh em chúng ta sẽ không ai tách rời. Cảm ơn nha. Trời ok không sao. Cảm ơn quá. Cảm ơn nha. Tôi chỉ cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Sao tao thấy mày mấy bữa nay tao cắt nó mà nó không tức bằng cái mặt nó giải mày. Tao thấy tao bị dụ mày. Cái gì? Tao nhờ mày cắt giùm mày chứ. Tao nhờ lên nói mày cắt giùm hả? Đừng giải lại mày dụ tao cắt đi. Tao đi có dụ thì lên dụ á. Đâu có dụ đâu, đang tự nhiên. Mày cắt cho mày tao làm tiền á. Mày em tự nhiên mày. Mày kêu tự nhiên cho tao quá. Mày thức chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Ra đừng ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày bắt bó. Mày sống chó như mày đâu lại còn lại. Mày nó làm đâu? Lâm lên làm đâu? Đưa tại tay chưa? Lâm tiền lại không? Tiền đâu còn nhà? Mẹ mình thảo buổi này nó khó khăn đến chúng tại dọn đâu? Tiền đâu không có nè? Bao tiền đâu? Bao sao? Bao sao? Bao sao? Đủ quá tao tao cung rồi chúng mẹ tao tiếp qua tao cung cái này. Đứa cũng chẳng liên gì chứ? Tao cung giữ bay rồi. Mẹ mày nhăn nhảy. Giải đi con. Nhảy mẹ thật ghét luôn. Ghê. Quá ghê nó phang cái này đều nó mẹ đó. Mẹ rửa nắng người cứ dụ đi chào chàng thích ngủ rồi cảm giác cảm giác chưa tức vậy mày tao sức đâu công nãy giờ tao đập điệt thiệt luôn á. Mày tắt mẹ mà quay nữa à, vui lắm mấy mẹ vui đúng không? Thay sao được không? Được. Đây các bạn nói chung thì thằng Phúc nó thích thì mình cũng tạo điều kiện nhờ thằng Phúc nó được một nhiên đồ một thằng bạn thiết của mình cắt tạo ra luôn. Tự nhiên giờ là phí đâu. Tự nhiên được cái bồ nổi tiếng như với ngàn, được 100 ngàn, được cái bồ nữa luôn. À mát đi mất. 100 ngàn nữa mày. Tao nói mày trẻ lại tao á. Tao như mày, mày đưa tiền rồi mày trái gì nữa. Còn mày cầm mày bồ cái gì báo nhựa đi. Vậy đủ xi mét này chạy. Chiều chở điên chị mày. Vậy mà chở điên chị được không? Mày chở tiền của tao mà mày chở đi làm gì? Cái gì có ai chở mày? Tiếng nỉ có tiền xanh, tao đâu có xanh cho mày, chở mày đi em. Tao đưa tao đi chi rút tao được rồi. Trả lại chịu đánh tiền của ông cái mày. Trẻ mày! Trẻ mày lại bôi. Không, tao ra hàng lại cho mày. Chủ nó bỏ cái gì? Bỏ lên chủ cái gì? Mày thật không? Nước đang nhẹ mày. Tụi tao đập cái xe máy mà luôn hả? Mẹ nó trời vậy à. Thôi rồi, chút rồi đưa lại cho. Một đó, chút đưa lại 50 là còn nợ nhiêu? Nợ 45 ngàn. Mà đi làm sao tao đưa hết 50 mà còn nợ, nãy đưa 15 là 65 còn phải lẹp 35 ngàn. Ba bộ đường đây, ba bộ đường đây. Ờ, bán nữa, đúng mẹ đâu, thằng khùng mày. Bộ đã bán được nhiều 20 ngàn mấy. Đi đường đây, tao tự cũng 50 đó, đi nhà bộ nãy tao hỏi đâu. Nãy tao bán mày 40 ngàn. Thì bây đó đó chút đi, đi bệnh nhựa qua thôi. Thôi các bạn, nói chung mình dừng clip ở đây. Nói chung clip lãng chẹt. Không, mình chỉ có tốt clip, nói chung giải như các bạn đổ vôi.